Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách chia đường tròn thành 5 phần bằng nhau. Thì hiện tại bây giờ trên màn hình các bạn thấy được một cái vòng tròn mình đã chia ra là 4 phần rồi. Cách chia thế nào thì đã có những cái video trước cho các bạn. Thì hôm nay bây giờ mình sẽ chia làm 5 phần bằng nhau nha mọi người. Thì dụng cụ của mình bây giờ mình chưa nói đến dùng bằng công thức nha mọi người, mình dùng bằng dụng cụ thước và công ba để mình chia. Tại vì nhiều khi ra cũng các bạn không thể nhớ công thức được. Bây giờ mình chia bằng thước và công ba trước. Đây dụng cụ của mình đây, thước, công ba, giày ha, để đo ha. Rồi một cái công ba mình mới mua từ bên Mỹ về á. Ok, thì mục đích của mình là cũng chỉ là cái phương pháp cho các bạn chia nha mọi người. Ok, bắt đầu nha mọi người. Đầu tiên các bạn chia làm 4 phần bằng nhau. Rồi, trên hình tròn mình đã đánh dấu 4 vị trí nha, A, B, C, D. Thì bắt đầu chia thì các bạn chia đôi cái đoạn OB ra nha, chia đôi OB để lấy trung điểm nha mọi người. Thì chia đôi thì dùng compa cũng được mà dùng thước cũng được ha, mình dùng thước luôn nó nhanh nha. Rồi chia đôi đoạn này ra. Ok, thì mình gọi điểm này là E ha, E luôn. Khi có được điểm E rồi thì chúng ta kẻ một cái đường tròn tâm E, có tâm là E nha, đi qua A. Ok, để mình mở compa nha. Đi qua A và cắt OD đi qua A này. Đó, đi qua A nha. Và tức là có đường kính là EA, hả? EA. Và cắt OD. À. Đi qua A và cắt OD tại một điểm gọi là điểm F. Thì khi đó khi ta có điểm F rồi thì cái khoảng cách giữa điểm A và điểm F này chính là cạnh của ngũ giác, là cạnh của một, tức là chiều dài của cạnh của một ngũ giác. Thì khi ta biết được cạnh của chiều dài của ngũ giác rồi á, ta kẻ đường tròn tâm A cắt F, đường tròn tâm A nha, đi qua F nha, tâm A đi qua F. Còn tâm A đi qua F này ha. Mình không kể nhiều nha. Đó, kể ít thôi khỏi xóa. Ok. Rồi, tâm A đi qua F. Thì giao điểm ha. Giao điểm là đường tròn đây.
Rồi, ok.